Ngày 7 tháng 11, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã trao tặng 250 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân bị ảnh hưởng bão số 9 tại các xã ven biển Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phát động tặng thẻ bảo hiểm y tế với tổng kinh phí là 2 tỷ đồng. Đây là món quà thiết thực đầy ý nghĩa do cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bảo hiểm xã hội Việt Nam đóng góp ủng hộ đồng bào vùng lũ. Hoạt động này nhằm tạo điều kiện để người dân được khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, vượt sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đồng thời hướng tới nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.